Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Tuchel lên khung U22 Việt Nam, tiêu chuẩn dự SEA Games 32 cực căng. Huấn luyện viên Philippe Tuchel sắp công bố danh sách tập trung U22 Việt Nam với rất nhiều thay đổi, tạo ra cuộc cạnh tranh vô cùng gắt cao khi đua lấy suất SEA Games 32. Kế hoạch ban đầu, vài ngày sau khi vòng đấu thứ 7 V-League 2023 kết thúc, U22 Việt Nam mới hội quân và di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn trước khi bay sang Campuchia dự SEA Games 32. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, huấn luyện viên Philippe Tuchel và VFF quyết định cho U22 Việt Nam tập trung sớm hơn ít ngày nhằm có thêm thời gian chuẩn bị tốt nhất hòng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32. Cụ thể hơn, ngày 16 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Philippe Tuchel chính thức hội quân trở lại và triển khai các kế hoạch cho cuộc đua nước rút đến SEA Games. Sau 12 ngày rèn quân, ngày 26 tháng 4, U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32 với trận đấu đầu tiên gặp Lào. So với lần tập trung gần nhất chuẩn bị cho Doha Cup 2023, thuyền trưởng người Pháp dự tính vẫn triệu tập số lượng lớn các cầu thủ nằm trong độ tuổi U22 phục vụ cho chiến dịch quan trọng đầu tiên trong năm 2023. Điều thuận lợi đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Tuchel là việc đã làm quen trước đó với các học trò hồi tháng 3. Vì vậy, ông không còn mất nhiều thời gian kiểm tra năng lực như giai đoạn đầu bắt tay vào việc. Nhưng điều đáng hài lòng, thuận lợi nhất với thuyền trưởng U22 Việt Nam sau Doha Cup nằm ở chỗ hiện tại các học trò được ra sân nhiều hơn tại V-League. Nhiều đội bóng tạo cơ hội cho hàng loạt các cầu thủ trẻ có cơ hội thử lửa tại V-League, nên huấn luyện viên Philippe Tuchel ít nhiều thoải mái hơn trong việc chọn lựa nhân sự cho U22 Việt Nam. Trên thực tế, dù vòng đấu thứ 6 còn chưa kết thúc, nhưng có lẽ lúc này trong đầu huấn luyện viên Philippe Tuchel đã lên được bản danh sách quy tụ những cái tên tốt nhất kèm theo hàng loạt các phương án dự phòng. Với điều kiện nhiều cầu thủ trẻ bắt đầu được thử lửa tại V-League kể từ khi giải đấu này khởi tranh trở lại, ngoài việc ông Philippe Tuchel có cơ hội sàng lọc những nhân tố tốt nhất, thì các cầu thủ cũng vấp phải sự cạnh tranh rất gắt gao hòng lấy vé dự SEA Games 32. Điều này là đương nhiên bởi danh sách tới Campuchia chỉ gồm 20 cầu thủ chính thức kèm theo 3 suất dự phòng. Vì thế tỷ lệ chọi để lọt vào danh sách cuối cùng là rất cao. Chưa kể nhiều cầu thủ từng bị loại trước Doha Cup lúc này lại đang chơi khá hay ở V-League nên cuộc đua giành vé đến SEA Games 32 thêm phần gay cấn. Hà Nội với Hải Phòng, 19h15 ngày 13 tháng 4, củng cố ngôi đầu. Hà Nội với Hải Phòng hứa hẹn sẽ đem đến chất lửa cả dưới sân lẫn trên khán đài. Nhưng câu lạc bộ Hà Nội được đánh giá mạnh hơn và chắc chắn sẽ tìm cách để chiến thắng, qua đó củng cố ngôi đầu. Dưới những quãng nghỉ dài vừa qua không hề làm phong độ của câu lạc bộ Hà Nội bị ảnh hưởng. Nhà đương kim vô địch vẫn thể hiện hình ảnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1 để vươn lên ngôi đầu sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Hải Phòng đã có một điểm sau khi buộc Công an Hà Nội phải chia điểm trên sân nhà ngay trong ngày đầu V-League quay trở lại. Một kết quả hòa trước dàn hào thủ nước tiếng của tân binh V-League là hoàn toàn có thể hài lòng với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Chắc chắn một điểm có được trong cuộc đối đầu trên sân hàng đẫy cuối tuần qua sẽ giúp thêm sức mạnh cho Hải Phòng trong trận thứ hai liên tiếp tại Hà Nội khi đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Nội. Trong lịch sử đối đầu, Hải Phòng chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với đội bóng thủ đô. Năm ngoái dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, mỗi đội thắng một trận khi sắm vai chủ nhà. Rõ ràng việc tự dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian dài là thuận lợi với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Rất nhiều cầu thủ hiện hữu của đội bóng thủ đô từng là học trò của ông thầy người Thanh Hóa nên ông Nghiêm hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của câu lạc bộ Hà Nội để từ đó có thể đưa ra những kế sách khắc chế một cách hiệu quả. Hà Nội là một đối thủ mạnh, sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, nội binh tốt nên lối đá của họ không phụ thuộc vào quá nhiều ngoại binh như các đội bóng khác. Trong số 8 bàn thắng ghi được, bàn còn lại do câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đá phản, nội binh của câu lạc bộ Hà Nội đã đóng góp đến 7 bàn. Con số ấy đã minh chứng cho sức mạnh, tầm quan trọng của các cầu thủ nội lấn lướt hoàn toàn cầu thủ ngoại ở nhà đương kim vô địch. Hà Nội sở hữu một hàng công bùng nổ nên để có điểm, Hải Phòng chắc chắn phải chú tâm nhiều đến khâu phòng ngự. Với 7 bàn thua, đội bóng đất cảng nằm trong nhóm dễ thủng lưới nhiều nhất sau 5 trận. Điều này cũng đồng nghĩa hệ thống phòng thủ của Hải Phòng đã có những điểm yếu nhất định để có thể tạo nên những mối lo lớn khi phải đối mặt với những hàng công có khả năng săn màn đa dạng với nhiều cầu thủ khác nhau của câu lạc bộ Hà Nội. Cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng hứa hẹn sẽ là trận cầu nắm của vòng đấu thứ 6 V-League 2023. Trong quá khứ, cổ động viên Hải Phòng đã nhiều lần khiến ban tổ chức sân hàng đẫy bị phạt do đốt pháo sáng trên khán đài, nên trận đấu vào tối ngày 13 tháng 4 cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự. Trước trận cầu tâm điểm này, lãnh đạo câu lạc bộ Hải Phòng đã có công văn gửi đến đội bóng Hà Nội về việc xin tài trợ vé cho cổ động viên đất cảng. Cụ thể là ngoài vé VIP cho nhà tài trợ, Hải Phòng đề nghị Hà Nội tài trợ 1.000 vé xem trận đấu cho cổ động viên Hải Phòng, đồng thời yêu cầu được mang 6 kèn và 10 trống để cổ vũ. Đặc biệt lãnh đạo câu lạc bộ Hải Phòng đã cam kết sẽ không để tình trạng pháo sáng xảy ra. Để tạo bầu không khí sôi động và chuyên nghiệp, chúng tôi xin cam đoan tuân thủ quy định của ban tổ chức sân hàng đấy với tinh thần cổ vũ nhiệt tình, văn minh, không đốt pháo sáng, chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp về một Việt Nam yêu thể thao, sáng tạo và hiếu khách. Công văn do chủ tịch câu lạc bộ Văn Trần Hoàn viết. Sau 5 vòng đấu, Hà Nội được 11 điểm, đang tạm thời đứng thứ 2 sau khi Nam Định thắng trong trận đấu của vòng 6 để leo lên dẫn đầu bảng. Trong lúc đó, Hải Phòng đứng thứ 6 khi có được 6 điểm. Xem màn trình diễn vừa qua, Hải Phòng không còn mạnh mẽ như ở mùa giải trước khi có một số trụ cột đã ra đi.
Việt Nam khởi động ý tưởng chạy đua đăng cai World Cup 2034. Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN khởi động ý tưởng chạy đua đăng cai World Cup 2034. Vừa qua, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có cuộc họp với sự tham dự của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nhằm bàn bạc kế hoạch chạy đua đăng cai World Cup 2034 vào chiều ngày 12 tháng 4. Trong đó, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thành viên đang khởi động thực hiện kế hoạch đáng chú ý này. Được biết, ý tưởng trên khởi nguồn từ chuyến công tác của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Gianni Infantino đến Myanmar vào năm 2017. Thời điểm đó, FIFA đã đề xuất phương án nâng số đội tham dự World Cup lên 48 đội. Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, ngành thể thao cần thêm thông tin để tham mưu lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc chạy đua đăng cai World Cup 2034 mới chỉ là ý tưởng và hoàn toàn chưa có một quyết định lộ trình cụ thể nào. Thực tế, để có thể đăng cai sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh, đòi hỏi quốc gia đó phải đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, sân vận động hiện đại hay hạ tầng giao thông tốt. Soi chiếu vào Việt Nam, đến thời điểm hiện tại chỉ có sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi là cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho các trận cầu quốc tế. Tuy nhiên, trước đó là chưa đủ để đáp ứng tiêu chí tổ chức các trận đấu đỉnh cao ở World Cup. Chia sẻ về vấn đề này, một lãnh đạo VFF cho biết, khả năng FIFA chấp thuận đề cử từ 3 nước trở lên cùng đăng cai World Cup là khá thấp do công tác tổ chức phức tạp. Đối với Việt Nam, bên cạnh vấn đề tài chính thì để tổ chức 2-3 bảng đấu, chúng ta cần nhiều hơn một sân vận động đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là hệ thống sân tập, khách sạn, hạ tầng giao thông đều cần đáp ứng chuẩn của FIFA. Tất cả đều hết sức khó khăn, chưa đến tính khâu chuẩn bị về chuyên môn của các đội bóng. Theo kế hoạch, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN dự kiến sẽ có cuộc họp về kế hoạch trên vào tháng 6 tới. VFF đồng thời xác nhận Việt Nam vẫn chưa nêu ra ý kiến cụ thể về vấn đề này và cũng chưa nhận được thêm thông tin cụ thể nào từ các quốc gia trong khu vực. Xuân Trường bất ngờ khuyên Quang Hải trước viễn cảnh về Thái Lan thi đấu. Xuân Trường đã có những gửi gắm tới người đồng đội Quang Hải sau những khó khăn tại câu lạc bộ Po FC. Tương lai của Quang Hải đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong thời điểm này. Sau khi không được Po FC trọng dụng, đã có những tin đồn về việc tuyển thủ Việt Nam sẽ trở về Đông Nam Á thi đấu. Cụ thể, điểm đến của tiền vệ sinh năm 1997 này có thể là Thái Lịch. Trong buổi tập mới đây của câu lạc bộ Hải Phòng, tiền vệ Lương Xuân Trường đã bất ngờ dành sự cảm thông cho người đàn em trên đội tuyển Việt Nam. Theo tôi, Quang Hải có thể thành công ở bất cứ môi trường nào bởi cậu ấy có đủ khả năng và sự thông minh để thích nghi. Tại Pháp, Quang Hải cần nhiều thời gian hơn bởi đó là môi trường khác hoàn toàn, văn hóa cũng khác. Cá nhân tôi hy vọng Hải có thêm thời gian để thể hiện bản thân mình. Một trong những rào cản lớn nhất khi xuất ngoại là ngôn ngữ. Việc thích nghi tốt nhất ở một đội bóng là vấn đề rất khó. Việt Nam có ít cầu thủ lựa chọn ra nước ngoài thi đấu, Công Phượng, Văn Toàn hay Quang Hải mới chỉ là bước đầu, cần thời gian để có thể đánh giá thêm. Nói về bến đỗ có thể tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hải, Xuân Trường cho biết, theo quan điểm của tôi, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, còn trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam. Thái League không có nhiều sự khác biệt về mặt chuyên môn so với V-League, nhưng họ chuyên nghiệp trong tất cả các khâu. Về câu chuyện cầu thủ Việt Nam có thể thành công được khi thi đấu ở Thái League hay không thì tôi chưa dám chắc. Không có nhiều cầu thủ trong nước từng sang Thái Lan thi đấu để kiểm nghiệm. Trong số các cầu thủ Việt Nam, Xuân Trường đã có nhiều kinh nghiệm xuất ngoại nhất. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lại không có được những thành công như mong đợi. Hiện tại, Xuân Trường đã khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng sau khi nói lời chia tay đội bóng phố núi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.